Audio Jungle. Xin chào bà con, hôm nay mình chia sẻ cho con tiếp tục về cây mắc ca. Thì với hiện trạng năm nay 2023 này, clip mình quay vào ngày 30 tháng 12 2023 tại khu vực là xã Heo, huyện Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk. Đối với vườn của bà con nông dân, mình cũng quay rất nhiều vườn bà con xem. Thì hôm nay quay lại vườn của anh Lãnh á, thì cái giống OC đã ra hoa sớm rồi. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra những cái phương án biện pháp cụ thể và mình chăm sóc tại vườn trong giai đoạn ra hoa thế này. Thì đối với OC ra hoa sớm bộ như thế này á, thì trong vườn này mình chia sẻ luôn, trong vườn này có hai giống, ba giống OC, QN và A38, nhưng mà giống QN và A38 hiện tại chưa ra hoa, chỉ có OC ra hoa rồi, như trên clip bà con thấy rồi. Mình chia sẻ rất chi tiết và cụ thể về cái lượng hoa trong giai đoạn này. Thì đối với vườn này thật sự mình cho nhà vườn phá cà phê và làm cành rất là thoáng rồi, nhưng mà nhà vườn trồng rất là dày, có 3 mét một cây à, nên qua đó công tác mình chia sẻ nhà vườn làm cành mạnh nữa thì nhà vườn cũng nhát tay và không dám làm. Thì thông thường mình cũng muốn chia sẻ với con vấn đề thì trực tiếp đang thăm vườn, đang kiểm tra vườn như thế này thì mình chia sẻ luôn bà con, để khi bà con xem một clip và một video bà con luôn luôn có những vấn đề mới và những vấn đề hay hơn so với những clip cũ và những clip trước. Thì mỗi vườn, mỗi video mình sẽ chia sẻ với con mỗi clip mới và hay, để tránh tình trạng con ta xem những clip trùng lặp với nhau. Đối với cái vườn này thì đã kích rồi và đã ra hoa, thì đối với OC sẽ ra sớm. Thì thông thường tất cả giống OC bà con đều thấy, đối với khí hậu ở Tây Nguyên và Đắk Lắk nói riêng á, trong giai đoạn tháng 12 này đang là giai đoạn lạnh đỉnh điểm và rất thích hợp và phù hợp với mắc ca ra hoa. Vì làm sao để mắc ca ra hoa thì mình đã chia sẻ nhiều rồi. Còn trong giai đoạn này trên thực tế mình quay con xem á, tất cả các chuỗi hoa đã ra trên cây này là trên 50% hoa. Thì trong 50% hoa này thì cần làm biện pháp gì thì mình chia sẻ luôn bà con. Những vấn đề mà sâu bệnh hại lúc trước á, là con đã xử lý rồi, nhưng trong ra giai đoạn này chuỗi hoa này thì mình cũng khuyến cáo bà con phun cho mình một đợt thuốc côn trùng chết hút trong giai đoạn này. Vì sao? Vì trong giai đoạn này có rất nhiều loại côn trùng gây hại như rầy, rẹp, mọt đục canh, thì bà con phun phòng cho mình giai đoạn này. Vì hoa chưa nở thì bà con lựa chọn những dòng thuốc nào mát và con phun cho mình. Khi bà con mua thuốc, bà con mua những dòng thuốc mát và con phun cho mình. Cái thứ hai đó là nước tưới. Trong giai đoạn này là bắt buộc bà con phải tưới nước cho mình rồi, vì cái thời gian giam nước cũng rất là lâu rồi. Nên trong giai đoạn này bà con tiến hành tưới nước cho mình, và tưới lượng nước như thế nào cho hợp lý và cụ thể mình chia sẻ luôn bà con. Bây giờ bà con tưới tăng dần cho mình, có nghĩa là bây giờ bà con tưới 40%, 5 đến 7 ngày sau tùy khu vực tùy vùng, bà con tưới cho mình là 60, 70, 80% độ ẩm. Đến lúc giai đoạn chuẩn bị trắng hoa xả nhị thì con lại không tưới mà ngược lại giảm ẩm cho mình. Giống như trên video có những cành bây giờ bắt đầu trắng bông, nhưng mà cái chuỗi hoa làm sao bà con phải nhìn được, khi mà phun thuốc cái chuỗi hoa chúng ta phải thẳng đẹp như thế này thì tỷ lệ đậu sẽ cao. Đó là khi mình vào vườn mình chia sẻ, mình quay tất cả các chuỗi hoa con xem, chuỗi hoa phải thẳng xanh đẹp thì tỷ lệ đậu nó sẽ cao. Còn những cái chuỗi hoa bà con bị cong cong mà bị đen ở đầu hoa thì tỷ lệ đậu trái rất là kém. Vì sao? Thì cái đó nó có nhiều nguyên nhân, nấm bệnh, sâu bệnh hại và những cái ức chế stress của cây nó gây tình trạng đó. Đó là vấn đề nước tưới. Và trong giai đoạn này bà con cũng có hỏi mình là có nên bón phân không. Thì có những vườn thì bà con bón rồi thì trong giai đoạn này bà con không cần bón nữa cũng được. Thì trong giai đoạn ra hoa này hầu như bà con chỉ điều tiết tất cả cái dòng thuốc và phân bón lá điều tiết và hoa và lá cây. Đó mình chia sẻ với con. Đó là hai ba cái vấn đề quan trọng và thiết yếu nhất. Khi mà vào vườn thế này thì mình sẽ quay và kiểm tra chi tiết cụ thể con xem, để bà con ta có những phương án cụ thể và làm. Khi mà hai vấn đề đã làm rồi thì con tiến hành điều tiết cho mình là chung vi lượng điều tiết qua lá, canxi bo con phun điều tiết qua lá để cho hoa ta mập và khỏe. Sau khi điều tiết đó thì nếu trong giai đoạn này thì bà con thấy rồi, thời tiết cũng hay mưa phùn thì nấm bệnh cũng sẽ gây hại rất là nhiều đối với cái vườn hoa mắc ca chúng ta trong giai đoạn này. Mà trong giai đoạn này con xử lý luôn mình nấm bệnh cho mình thì tất cả các yếu tố là con xử lý hết, thì mình khẳng định bà con tỷ lệ đậu trái của mắc ca trong giai đoạn này rất là cao, đặc biệt với giống OC nha. Vì đối với thời tiết năm nay, một số nhà vườn thì vẫn đẻ theo tự nhiên, ra muộn thì tỷ lệ đậu trái sẽ không được cao. Còn những bà con ta kích sớm, ra sớm thì tỷ lệ đậu quả sẽ cao hơn. Đó là mình chia sẻ với con. Khi mà đi quay vườn thế này thì mình quay rất cụ thể và chi tiết con xem á. Vì trong vườn này hai giống nên giờ mình chỉ quay OC trong giai đoạn ra hoa này thôi, để con xem.
để con làm tiếp những bước tiếp theo. Đối với những vườn chưa ra hoa thì con có thể xem video này để con làm, còn vườn đang ra hoa thì con có thể xem vườn này. Thì clip này mình quay cũng hơi nhanh xíu nhưng mà con thông cảm cho mình. Đối với vườn này thì thật sự là đã làm hai đợt cành rồi, cây vẫn rợp, đất ở đây thổ nhưỡng rất là tốt. Cái thứ hai nữa là khoảng cách trồng rất là dày, thì mình chia sẻ từ đầu con thấy rồi đó. Khi mà cùng nhà vườn đi kiểm tra thế này thì nhà vườn cũng bất ngờ là OC ra hoa rất là nhanh và sớm. Nên những cái nách đen đen mình luôn chỉ cho con á, sao biết đó là hoa. Nên thực tế hôm nay mình cũng quay cho con xem á, những nách đen và những nách trong cành đều là hoa hết, những nốt ruồi đó đều là hoa hết. Sau khi nãy là gạo tầm 40-50% thì mình cũng hướng dẫn bà con tưới nước cho mình rồi. Nếu mà con không tưới á thì tỷ lệ nó sẽ bị đen mà thui hoa, cái lứa hoa đầu. Là con cứ tưới thì những lứa hoa sau sẽ ra luôn chứ không phải là không ra hoa nữa. Cái mắc ca, cái đặc điểm ra hoa là khác những cây khác. Khi mà con tưới thì những cái điểm hoa sau sẽ tiếp tục nối tiếp ra. Và ra như thế thì con thể tiến hành phun cho mình dưỡng hoa chống rụng hoa trong giai đoạn đó luôn. Đó là những vấn đề mình chia sẻ cụ thể cùng nhà vườn tại clip này. Thì cà phê thì nhà vườn phá cũng tiếc, bây giờ mắc ca để vậy thì rợp quá. Thì bà con cũng thấy việc bà con trồng xen canh như thế này cũng đòi hỏi không thể nào tận thu được. Nên qua đó cái công tác thăm vườn này mình cũng dặn nhà vườn rồi, khi trồng thì trồng khoảng cách xa xa xíu để sau này chúng ta tận thu được nhiều cây. Vì đối với vườn bà con nông dân đều biết rồi, khi bà con nông dân ta trồng một cây nếu giá thành không được cao thì bà con sẽ không có lợi nhuận, mà khi bà con trồng nhiều cây thì đòi hỏi cái việc chăm sóc sẽ khó hơn không trồng rặt. Nên đó tùy vào mỗi bà con và tùy nhau nhà vườn thì bà con có những cái nhu cầu chăm sóc khác nhau. Đó là khi mà thăm vườn hay là có dịp mình đi thăm vườn của bà con thì mình đều chia sẻ cho con những vấn đề mới và hay nhất. Còn đối với vườn này thì bà con thấy rồi, mình quay thực tế về cái quá trình phân hóa mầm hoa ở cấp độ 2. Bây giờ là cấp độ 2 rồi nha bà con, đã nãy là mình đã cho tưới nước là cấp độ 2. Và sau này mình sẽ chia sẻ cho con một cái biểu đồ gọi là biểu đồ tưới nước nữa để con ta làm hiệu quả và đạt năng suất cao hơn. Còn cà phê thì vườn này thì nhà vườn đã phá bỏ rồi, lúc trước mình quay cho con xem còn cà phê, nhưng đối với ngày hôm nay mình quay lại vườn mình kiểm tra thì hầu như cà phê đã phá bỏ hết. Và vườn này hiện tại cũng đang sạch bệnh rồi, nhưng mà trong giai đoạn này mình cũng khuyến cáo nhà vườn xử lý tất cả các giai đoạn mình hướng dẫn bà con để cho vườn ta sạch bệnh và sạch côn trùng chết thúc để đậu quả và đạt năng suất cao hơn. Thì một lần nữa cũng đang bước sang năm 2024 rồi, mình cũng chúc tất cả bà con nông dân chúng ta làm một vụ bắt ca đạt và thành công hơn so với năm mới, năm cũ. Và những vấn đề nào bà con cần thắc mắc thì con thể gọi số điện thoại trên, mình sẽ chia sẻ những vấn đề mới và hay bà con xem. Và những cái dòng phân bón thuốc nào thì mình cũng đã chia sẻ cho con, bà con lựa chọn và mua cho hợp lý để áp dụng vào vườn bà con. Một nữa xin cảm ơn bà con đã theo dõi và đồng hành cùng trái cây thương mùa Đắk Lắk ạ. À.